các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. 2020 là năm mà giới trẻ được hít hà drama mệt nghỉ, biến này còn chưa kịp nguôi, phốt khác đã tới. Ai chót xem phim, dù phim có dở, thì cũng muốn kết cục nó như thế nào. Vậy mà có những drama, không biết vô tình hay cố ý mà những nhân vật chính trong đó chẳng buồn cho những người chơi hệ hóng biết nguyên nhân và cái kết trong tròn méo ra sao. Theo kiểu mặc kệ cư dân mạng mấy người muốn nghĩ gì thì nghĩ, câu chuyện đến đó thôi muốn hiểu sao thì hiểu, ơ kìa. Đây là những câu hỏi chắc chắn trong năm 2021, dân mạng sẽ vẫn đi tìm lời giải cho bằng được. Một giảng viên xinh đẹp Âu Hà Mi có mang thai thật hay không? Drama căng đét nhất nhì trong năm hẳn phải thuộc về màn đấu tố của giảng viên Âu Hà Mi và anh đạo diễn Trọng Hưng. Trong status dài như tiểu thuyết tố Trọng Hưng bội bạc, có tu S đây. Âu Hà Mi tiết lộ chi tiết khi cô bị xảy thai, gọi điện thoại cho chồng nhưng anh không nghe máy. Âu Hà Mi kết thúc cuộc hôn nhân ồn ào bằng màn đấu tố với chồng cũ Trọng Hưng trên mạng xã hội. Chỉ ít ngày sau, Trọng Hưng và gia đình đã tố ngược Âu Hà Mi không hề mang thai. Nữ giảng viên cũng đáp trả đanh thép, nếu Hưng tiếp tục thanh minh và lôi đứa con của tôi ra thì luật pháp sẽ vào cuộc. Nhưng tới giờ vẫn chưa có vụ kiện nào xảy ra, Trọng Hưng vẫn bình thản phát ngôn chuyện Âu Hà Mi không mang thai trên truyền thông. Hai Liêu có mua xe 8 tỷ cho bạn gái Hương Giang. Ai cũng biết chuyện Mắt Liêu yêu Hương Giang thế nào, tình tứ với cô nàng ra sao rồi. Nhưng tặng món quà siêu xe 8 tỷ vẫn khiến người ta bán tính bán nghi. Anti fans thì cho rằng đó là xe trả góp, Mắt Liêu thêm tí gọi là giúp đỡ chứ rõ ràng là Giang tự mua. Mắt Liêu bên chiếc siêu xe. Giả thuyết này nghe khá hợp lý, nhưng người trong cuộc thì vẫn im lặng muốn công chúng hiểu sau đó hiểu gió là bí ẩn. Ba bức thư tình dài năm trang trên mạng được cho là Hải Tú gửi Sơn Tùng từ đâu mà có? Một trong những quả bom ở drama trà xanh đó chính là màn leak thư tình Hải Tú gửi Sơn Tùng làm netizen xôn sao. Nhiều người chơi hệ soi đã đối chiếu văn phong Hải Tú và cho rằng đây chính là thư cô viết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó từ đâu mà ra? Netizen soi ra cách viết giống nhau trong thư tình của Hải Tú và Instagram của cô nàng. Vài người nghĩ anti-fans chế cháo mà có, nhưng thật sự có anti-fans nào đủ dãnh để làm việc này hay không? Có người thì bảo là do phía bạn gái cũ Sơn Tùng tự tung, cơ mà làm gì ai chứng minh được chuyện này đúng. Nói tóm lại, chuyện thư tình đến giờ vẫn là ẩn số. Từ đâu mà có vẫn là ẩn số? 4. Hàng hàng đang ở đâu? Hàng hàng sau khi vô tình làm, lộ, hành động nhạy cảm của Trang Lưu, Tùng Sơn, mọi hoạt động trên mạng xã hội của cô nàng đóng băng toàn tập. Instagram chính chủ vẫn còn, nhưng Facebook khóa từ đời nào. Bao nhiêu drama khác cũng đã dập ngùi đi pha hớ hên này rồi, vậy mà sao đợi mãi không thấy cô nàng câm bắt nhỉ? Hình ảnh gần nhất hàng hàng đăng là vào ngày 3 tháng 4 năm 2020. Năm Bình Gôn đã phá sự nghiệp nào của virus? Khi trận chiến với virus còn chưa ngã ngủ, Bình Gôn bất ngờ đăng status đầy ẩn ý, xin lỗi nếu như tê vô tình hủy sự nghiệp của em dân mạng đọc xong ai nấy đều ngớ người vì ai mà chẳng biết virus có đến tận 7.749 cái sự nghiệp, ngoài streamer thì còn là giám đốc, cổ đông, kinh doanh bất động sản, chủ tiệm nét. Người ta có nhiều sự nghiệp thế không biết Bình Gôn muốn phá cái nào đây? Dân tình vẫn đang không biết Bình Gôn đã phá hủy sự nghiệp nào của virus. sáu Vì sao xem Semsemis lại ở trong nhóm anti-fans của virus? cũng nằm trong diễn biến của drama virus, sơ kim giàu nhất Việt Nam xem Sam Semis lại bất ngờ xuất hiện trong nhóm anti-fans của bạn thân mình. Nghe thì tưởng đùa chứ nó còn thật hơn cả chữ thật nữa. Bằng chứng chi tiết thì có để đọc ở đây. Không những nằm vùng trong group anti, xem Sam Semis còn nhiệt tình tới nỗi đăng bài dọa đánh sập group của ai kia. Vậy rốt cuộc xem Sam Semis phe nào nhỉ? Khó hiểu thật sự động thái này của xem Sam Semis ai cũng nghĩ họ thân nhau lắm mà nhỉ. 7. Tên thật Chris Phan là gì? Vào hồi 2019, Nettie Ren đã thắc mắc vì sao trong đám cưới của Chris Phan, anh chàng viết thiệp mời cũng dùng nguyên nickname trên mạng mà không dùng tên thật. Thử tìm một vòng trên Google theo từ khóa, tên thật của Chris Devil Gamer sẽ còn hoang mang hơn. Lúc thì Phan Đức Chí, lúc thì Phan Lê Vi Thanh, có vài nguồn tin khác thì nói tên thật Chris Phan là Phong. Vậy tóm lại Cơ Rít Phan tên thật là gì? Tên thật và tên đầy đủ khác nhau hả mọi người? Tên thật của Cơ Phan đến giờ vẫn là bí ẩn. 8. Tống Đông Khuê sinh năm bao nhiêu? Nhờ bình luận của Khánh Linh, 1997, vợ Bùi Tiến Dũng, mà Netizen đã đặt ra nghi vấn Tống Đông Khuê không phải sinh năm 1999 như thông tin trên mạng. Vì trước đó anh Tràng đã tự khai với Khánh Linh mình sinh năm 1995 và bắt cô gọi bằng anh. Bình luận của Khánh Linh. Ngoài ra, cư dân mạng còn đào ra những hình ảnh về việc lái xe ô tô của Đông Khuê cũng có từ trước ngày 13 tháng 6 năm 2016 trong khi cả luật an toàn giao thông Việt Nam lẫn Singapore đều chỉ cho phép người từ 18 tuổi trở lên sở hữu bằng lái xe ô tô. Tới thời điểm hiện tại thì câu trả lời cho vấn đề này cũng vẫn là một bí ẩn năm sinh của Tống Đông Khuê vô cùng bí ẩn. 9. Quan Hải chia tay Nhật Lê lúc nào? Vào hồi tháng 8 năm 2019, Quan Hải và Nhật Lê chính thức kết thúc mối tình năm 17 tuổi. Sau đó chàng cầu thủ Bad Boy cũng có vài ba mối tình thoáng qua, điển hình nhất là với cô chủ tiệm Neo Huyền Mi, Nhật Lê cũng đang quen một bạn trai khác. Nhưng bằng cách diệu kỳ nào đó, dân tình tóm được ảnh Quan Hải đi ăn với Nhật Lê vào ngày 25 tháng 2 năm 2020. Chưa hết, Quan Hải liên tục lộ chuyện qua nhà Nhật Lê ăn uống với bạn bè rất xôn tụ sau thời điểm này. Hình ảnh Quan Hải hẹn hò, nghi vấn yêu lại từ đầu với Nhật Lê được dân tình chụp lại. Nhưng sau đó cả hai tiếp tục toàn, toàn lúc nào mọi người chẳng ai hay biết. Từ đó dân tình đồn rằng Quan Hải, Nhật Lê đã yêu lại từ đầu ư. Tuy nhiên, cả hai lại im lặng và Quan Hải chính thức công khai yêu Huỳnh Anh vào ngày 25 tháng 5. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến trước khi quen Huỳnh Anh, chẳng ai biết rốt cuộc Quang Hải và Nhật Lê đã xảy ra chuyện gì. Đây là bí mật to bự nhất trong tình sử của Quang Hải làm dân tình thắc mắc đến giờ. 10. Huỳnh Anh rốt cuộc có hẹn hò với ERT hay không? Sau khi kết thúc cuộc tình đầy thị phi với Quang Hải, Huỳnh Anh vẫn giữ vững phong độ để nét bàn tán không ngớt về mình khi bị soi ra ảnh ông ai đó y hệt ERT. Điều kỳ lạ là bức ảnh đó được đăng từ chính bạn gái cũ của Nam Giáp Cơ, cô cũng đăng cáp sần ám chỉ việc Huỳnh Anh cố tình gửi ảnh này cho mình. Loạt bằng chứng soi ra đây là Huỳnh Anh và e t Cùng chết in ở Đà Lạt. Ngoài việc lộ bằng chứng chụp trung, Huỳnh Anh và e t còn nhiều lần đăng story du lịch trùng khớp. Cả hai bị tóm sống lắm đến thế, nhưng câu hỏi rốt cuộc có hẹn hò hay không chính chủ vẫn chưa trả lời đâu nhé. Nguồn, Tổng hợp